Đây, hợp tác xã Hương Điền, chúng tôi đang thu hoạch trứng mỗi ngày để cung cấp cho thị trường trong nước toàn quốc, từ Bắc chí Nam, Bắc Cạn, Lào Cai, Sapa, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, gần như khắp các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm về rượu đính đen như sản phẩm 14 ngày để cho gia súc gia cầm ăn trực tiếp, tức là các trại gà thả vườn, gà nuôi sạch, gà sạch, các trang trại nuôi heo và làm thức ăn cho thủy sản và thủy phân để cho ra những thức ăn cao cấp cho cá trình. Chúng tôi cung cấp trứng giống để các trại chăn nuôi xử lý phân. Đây, các bạn thấy là cái loại trứng này chúng tôi thu hàng ngày, không để qua 2 ngày vì lượng trứng sẽ giảm chất lượng và có thể là nở sớm, rồi trứng trước ăn ấu trùng nở trước sẽ ăn những trứng chưa nở, chất lượng sẽ giảm đến tay người dùng, nên chúng tôi phải lấy mỗi ngày. Các bạn thấy mình phải có quy trình công nghệ để tạo mùi để cho ruồi đến đen đẻ vào các khe nẹp có độ hở hợp lý. Đây, các bạn thấy là trứng. Đây, hợp tác xã Hương Điền, chúng tôi đang thu hoạch trứng mỗi ngày để cung cấp cho thị trường trong nước toàn quốc, từ Bắc chí Nam, Bắc Cạn, Lào Cai, Sapa, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, gần như khắp các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm về rượu đính đen như sản phẩm 14 ngày để cho gia súc gia cầm ăn trực tiếp, tức là các trại gà thả vườn, gà nuôi sạch, gà sạch, các trang trại nuôi heo và làm thức ăn cho thủy sản và thủy phân để cho ra những thức ăn cao cấp cho cá trình. Chúng tôi cung cấp trứng giống để các trại chăn nuôi xử lý phân. Đây, các bạn thấy là cái loại trứng này chúng tôi thu hàng ngày, không để qua 2 ngày vì lượng trứng sẽ giảm chất lượng và có thể là nở sớm, rồi trứng trước ăn ấu trùng nở trước sẽ ăn những trứng chưa nở, chất lượng sẽ giảm đến tay người dùng, nên chúng tôi phải lấy mỗi ngày. Các bạn thấy mình phải có quy trình công nghệ để tạo mùi để cho ruồi đến đen đẻ vào các khe nẹp có độ hở hợp lý. Đây, các bạn thấy là